người đó điều kiện xuất thân, trình độ học vấn thế nào, vì sao trước đây họ phạm tội, cũng như hoàn cảnh gia đình hiện tại, để có cách ứng xử phù hợp. Những thông tin này đã được công an phường Long Tuyền cập nhật hết sức kỹ lưỡng, thận trọng qua từng danh sách hồ sơ. Tất cả nhằm mục đích là làm sao giúp họ nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, tiến bộ và không tái phạm tội. Khi các anh chị này về, thì cái chỉ đạo cho cái lực lượng cảnh sát khu vực cùng với các cái đoàn thể là ở phường đến từng gia đình gặp từng là anh chị, từng là anh chị để là nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng, và cái về phía chỗ công an phường là có cái hướng dẫn là làm lại cái giấy chứng minh nhân dân và cái đăng ký về cái hộ khẩu thường trú, đảm bảo thực hiện cái lực cư trú theo quy định của pháp luật. Không chỉ xuống tận nhà tìm hiểu, giúp đỡ từng trường hợp cụ thể, hàng